Thưa quý vị, trước làn sóng mạnh mẽ của công nghiệp 4.0, chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu để các doanh nghiệp và nhà sản xuất phát triển bền vững. Trong triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2023 tổ chức tại Bắc Ninh lần này, TechPro mang đến các giải pháp số hóa và chuyển đổi số phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0, đẩy mạnh ứng dụng IoT cho ngành sản xuất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Triển lãm VIMS 2023 kéo dài từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc của Bắc Ninh. Sự kiện đã thu hút hơn 400 đơn vị doanh nghiệp trưng bày sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến đến từ khắp thế giới. Tham gia triển lãm lần này, TechPro đã mang đến các giải pháp như kết nối robot với hệ thống cảm biến IoT, IoRT, giải pháp đo lường hiệu suất tổng thể máy móc thiết bị OEE, giải pháp bảo trì hệ thống máy móc CMMS và bộ demo cho các giải pháp đó với việc sử dụng thiết bị và nền tảng WasteBot của đối tác Advantech. Chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu và tiên phong ở Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và là một trong những đơn vị mà có những sản phẩm giải pháp phục vụ cho cái nhu cầu về cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ở ba lĩnh vực. Thứ nhất là về lĩnh vực về thành phố thông minh, lĩnh vực về nhà máy thông minh và in kỹ thuật số và dữ liệu biến đổi. Với cái sự thấu hiểu khách hàng trong hơn 20 năm qua thì chúng tôi mang đến đây những cái sản phẩm giải pháp do chính TechPro nghiên cứu và phát triển. Đó là cái giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho sản xuất thông minh. Đó là ứng dụng TechPro MES dành cho quản lý sản xuất. Ứng dụng TechPro CMMS là dành cho phần bảo trì máy móc và có tiên đoán trước. Chúng tôi mang đến đây ứng dụng TechPro MRP là quản trị về nguồn lực sản xuất và TechPro Smart Work tức là quản lý về kho thông minh. Khi đến triển lãm, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm vận hành thực tế với mô hình máy móc thu thập dữ liệu và trực tiếp thao tác trên trạm làm việc với MES Client. Đặc biệt, mô hình chuyển đổi số nhà máy và ba giải pháp số hóa cho các hệ thống sản xuất bao gồm OEE, CMMS, MES của TechPro thu hút sự quan tâm của rất nhiều đối tác, khách hàng và bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Trong cái lĩnh vực số hiện tại thì nó rất là quan trọng trong cái vấn đề về dữ liệu giữa người sử dụng và cái người quản lý. Đối với những cái sản phẩm, những gian hàng demo mà TechPro mang tới cho triển lãm đợt này thì tôi thấy là sẽ giúp ích cho rất nhiều những doanh nghiệp, những nhà máy có thể là tận dụng để mà quản lý những cái số hóa trong cái ngành công nghiệp, trong ngành của họ. Thành lập từ năm 2001, TechPro được biết đến là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Với các giải pháp chuyển đổi số nhà máy thông minh, quản lý giám sát máy móc phân tích dữ liệu mà TechPro đã được đón nhận trong suốt thời gian vừa qua, cùng sự xuất hiện ấn tượng tại triển lãm lần này, một lần nữa đã khẳng định vị thế dẫn đầu của TechPro trên thị trường công nghệ Việt Nam.